Ba Phim Việt Nam phát hành. Bộ phim Chuyện về Chàng Dượng, người dịch Lâm Bích Ân, Trần Thị Xuân Thu, diễn viên Lòng Tiến, Bá Nghị, Nguyễn Dinh, Quy Hồ, Thành Nhân, Ý Nhi, Thu Hương, Tuyết Nương. Phong man mong gì lời yêu lệ, giặt hỷ thâu nhập chuyên so kỳ, như lệ hoàn sầu sinh hỏi trung tham hiểm, yếu phê. Giặt mân quay hồ ngôi sân nế, thuy hoi quan trạch tiết sân phê, mì gì ngồi chân chim phó sân thầu sân, đầu hề. Tâm mô thiên nhiên kiên thai dường, đông phong sinh tiếp trợ trị dường. Dê dư, bác thiên phân hồi hơi, sai sáng. Tâm mô giấc thiên trôi mạng trường, xâm trung trung nhậu lý trôi trường. Miền quả, trợ trị sĩ ngoài lấy mô, mô sơn. No fool, dreams come true. Mân mân ngõ vui giàu ta vui, duyên loài cho na tin tin câu hỏi vui. Love is no fool, dreams come true. I'll always be with you. Anh chị, qua đây coi đi. Phí Tinh Thắng của chúng tôi rất rẻ. Rất là rẻ. Coi đi. Coi đi. Dạ. Dạ, xin mời, Phí Tinh Thắng rất rẻ đó. Coi đi chị, coi dạ, đi. Mời coi, mời coi. Rẻ lắm đó. Coi đi. Dạ. Anh em qua đây coi đi anh. Anh chị coi đi. Dạ, xin mời, xin mời. Dạ, mời qua coi, mời qua coi. Dạ, mời qua coi. Anh Địa Cầu ơi, Địa Cầu đúng ra phải quay mà, chứ đâu phải đi đâu. Anh Địa Cầu ơi, anh giả dạng không có giống chút nào hết. Địa Cầu là phải quay, không phải đi đâu. Quay mới giống mà. Anh giỏi quá, vậy anh quay đi. Cũng được đó, anh cởi ra đi, tôi chỉ cho anh làm liền. Giỏi quá, anh quay thử coi. Quay thì quay chứ, anh coi nữa nghe. Địa Cầu phải vượt ra khỏi vũ trụ. Ê! Thừa dịp đi mua đua ngựa đã. Say xây 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 tròn xây tròn xây tròn xây tròn. Anh Minh, anh ở trong đó làm gì? Tôi là Địa Cầu á. Anh có phải là anh Minh không? Địa Cầu là phải quay chứ không phải đi đâu. Cô Dương, xin lỗi nha. Anh, người này là ai vậy? Tôi tên là Đinh Thường Dượng. Đinh Thường Dượng. Đinh Thường Dượng, anh Dượng à, lâu quá không gặp. Chị là... Em là con gái Dương Nguyễn Quân đó, hồi nhỏ đó cùng anh chơi làm nhà đó. Con gái hả? Có phải con gái đã nhiều năm trước cùng ba má đi di dân qua Mỹ hay không vậy? Phải đó, em cũng mới trở về thôi. Bây giờ là giám đốc phòng kinh doanh của Trung Thị. Có phải chị có em bé không? Chị giỏi quá. Giỏi quá? Ít ra giỏi hơn em. Em không thể có em bé được. Cô Dương à, hai người từ từ nói chuyện đi. Tôi đi làm việc đây. Thôi khỏi. Cô Dương à, tôi... Đây không phải là lần đầu anh rời khỏi nơi làm việc. Tôi sẽ không tranh cơ hội nữa. Không biết anh làm việc kiểu gì nữa. Anh Dương, anh làm việc rất tốt. Mướn em đi. Mướn em đi. Mướn anh. Em không muốn làm kẻ vô dụng, xè tay ra xin tiền của má hoài đâu. Chị mướn em làm việc đi, mướn em đi. Vậy à? Hay là em quay lại lần nữa cho chị coi nghe. Anh Dượng à, đừng, anh ra đây đi. Vậy chị mướn em đi, mướn em đi. Được rồi, em sẽ mướn anh làm. Hay quá, có thể vượt ra khỏi Địa Cầu rồi. Cũng may là kịp ha. Chậm chút quá thì. Ủa, sao quả Địa Cầu lại ở đây vậy? Chắc là đồ chơi của qua Mỹ đó. Nè, để tôi dời nó ra. Không biết điệu gì hết, để trước cửa nhà ta. Sợ lắm phải không? Cô làm gì vậy Dượng? Phải đi Liên, chú Thụy. Con đã mướn anh Dượng làm ở quầy hàng lưu động ở Ngã Tư. Công việc chính của anh là mặc quả Địa Cầu này để quảng cáo thương hiệu cho công ty của con. Phải đó má, con đã có công việc làm rồi. Con không muốn làm sao ăn hại, mỗi ngày xòe tay ra xin tiền của má đâu.
Cô này là... Không phải á. Chị tức là con gái đó. Hồi trước cùng con và vợ bé nhỏ học cùng trường tiểu học. Tụi con đã cùng chơi làm nhà. Chỉ là con gái của con đó mà. À, dì nhớ rồi. Hồi thằng Dượng còn nhỏ, ít có đứa trẻ nào chịu chơi với nó. Chỉ có con và Kỳ Phụng chơi với nó thôi. Con tốt với thằng Dượng quá, bây giờ còn mướn nó làm việc nữa. Dì Liên à, dì đừng nói như vậy. Tuy là con đã nhận lời mướn anh Dượng, nhưng trường hợp của ảnh hơi đặc biệt. Theo pháp luật và thủ tục, con phải trưng cầu sự đồng ý của người nuôi dưỡng ảnh. Dì Liên à, đây là hợp đồng của anh Dượng, dì coi coi có vấn đề gì hay không. À, được rồi, làm gì ở khu này có con giúp đỡ nó không có vấn đề gì đâu. Hả? Công ty điện thoại này trực thuộc tập đoàn Trung Thị sao? Dạ phải. Chị Liên à, chị đang nhậu gì vậy? Về bột. Chị nhìn lại đi. Còn đang nghĩ việc làm của thằng Dương hả? Nghĩ làm gì? Tôi biết. Tôi biết hiếm có dịp người ta chịu mướn nó. Tôi cũng nên để thằng Dương ra ngoài học hỏi thêm vài điều. Nhưng mà thấy bốn chữ tập đoàn Trung Thị thì tôi không thể nào ký tên vào đó được. Bây giờ ông họ Trung đó có quyền có thế, đi vài bước cũng phải ngồi xe. Làm gì ông để ý ai làm địa cầu đứng ngoài đường. Đặc biệt là thằng Dương đó, nó trùm từ đầu xuống chân, nhìn thấy cũng đâu có nhận ra. Huống chi hai mấy năm nay không gặp, có gặp mặt cũng đâu có nhận ra nó được chứ. Bắt thằng Dượng làm công cho ổng thì tôi không hả giận được đâu. Vẫn có bằng chuyện năm xưa hiệu trưởng trường tiểu học của thằng Dượng bắt chị chuyển nó qua trường khuyết tật hay không. Bao nhiêu năm nay chị tìm người dạy kèm cho nó, cũng không gửi nó vào trường khuyết tật. Đó là vì cái gì chứ? Chính vì chị không muốn người ta coi thằng Dượng như là quái vật, sau này có thể hòa vào xã hội là một người bình thường. Bây giờ có cơ hội ở trước mặt của chị rồi. Bồ Tát, Bồ Tát, con nuôi thằng Dượng đã 30 năm, con nằm mơ cũng không ngờ nó có thể ra xã hội làm việc. Hôm nay nó gặp được quý nhân, gặp được người sếp tốt như Quyển Quân giúp đỡ nó, con cũng an tâm, nên con đến đây cúng trả lễ. Con không mong nó giàu sang phú quý, chỉ mong Bồ Tát phù hộ nó mọi việc thuận lợi. Mọi người không coi thường nó. Hy vọng nó có thể là một người bình thường thì tốt lắm. À, phải rồi hả? Hồi nãy anh gửi tiền cúng dường nè. Thôi trả lại cho anh đó. Chà, nè, làm gì tính kỹ dữ vậy? Cái nào ra cái đó mà. Nè, hãy cất vô thôi, đi. Thôi khỏi mà. Rồi, vậy đi nghe hả? Tú Liên, nhà chú Cơ, ốc Hoàng Bình đi. Dạ, ốc chú. Khỏi mà, đã nói là khỏi rồi mà. Đi theo tôi đi. Hả? Tôi nhìn thấy ông ta. Lẹ lên. Ây da. Nè, tại sao theo người ta lên lầu vậy? Tôi nói cho ông biết. Hả? Đừng nghĩ là ai cũng phải nghe theo lời mấy người họ Chung nha. Bây giờ ông phải nghe lời của tôi. Sau này không được gặp chị Liên. Và tôi không muốn ông quấy rầy chị Liên nữa. Tú Liên là của anh sao? Phải. Chuyện ông và Liên là chuyện trước đây. Bây giờ Liên là người của tôi. Ông đừng nghĩ ông giàu có thì tôi sợ ông. Nếu ông còn quấy rầy cổ nữa, tôi sẽ cấy vết sẹo trên mặt của tôi vào mặt của ông đó. Sau này đừng để tôi nhìn thấy ông nữa. Nếu không á, tôi đánh ông á. Đi. Đi đi. Tôi cũng tài giỏi ghê á, cả thế giới này ai cũng phải quỳ ổng lại ổng, còn tôi á chửi ổng đến nỗi phải cúi mặt bỏ đi. Anh giỏi lắm đó, dám nói tôi là người đàn bà của anh, còn gì mà anh không dám nói nữa chứ. Nè, nếu tôi không nói vậy ổng làm gì chịu buông tha cho chị phải không? Tuy là vậy nhưng để người ta nghe được thì sẽ hiểu lầm. Chị lo lắng bọn chị sợ không được trở lại với ổng hả? Anh điên quá đi, ai nói tôi muốn trở lại với ổng chứ. Vậy trở lại với tôi chắc là được phải không? Tôi nói anh vô duyên thì có đó. Khi không anh lại lôi kéo tôi tới chỗ như vậy nè. Chắc là anh hay ghé vào đây cho nên rành quá phải không? Không có. Không có. Tôi chưa từng ghé vào đó. Tin tôi đi mà, thật sự không có. Em nhỏ ơi, lại đây. Chà, ngộ quá ha. Ngộ quá. Ngộ quá ha. Đi theo tôi, đi địa cầu biết quay mà. Nè, mau lên, mau quảng cáo đi. Dạ. Thiếp ơi, Thiếp, sử dụng mạng điện thoại của chúng tôi đi. Thế nào? Vậy hả? Tôi quay nhanh lắm đó.
Chị đừng lo, chúng ta yếu bóng vía mới gặp ông ta thôi. Chị không thấy hồi nãy tôi đuổi ông đi rồi sao? Cho dù ông có đi theo cũng không phát hiện ra thằng Dưỡng. Ê, anh đừng có khuyên tôi nữa. Tóm lại tôi không đứng đây canh chừng thì không yên lòng được đâu. Thôi được rồi, cho dù ông thật sự ở đây, ông nằm mơ cũng ngờ hai mươi mấy năm sau thằng Dưỡng nó thành quả địa cầu. Tôi không nói gì không nói, ai mà biết trong địa cầu là thằng Dưỡng. Anh cứ mặc kệ tôi, đi về tiệm chè đi, không cần anh đứng đây canh với tôi. Mấy em đừng chơi nữa, anh này phải nghỉ một lát. Dạ, anh dạ. Dưỡng, anh ra đây uống miếng nước ngọt đi. Được đó, em cũng khát nước quá rồi. Hai người mà trời, nè uống miếng nước ngọt cảm đi. Cảm ơn. Cảm ơn Dưỡng, cẩn thận nha. Quá địa cầu của anh, mỗi ngày thành tích của tụi em đều vượt quá chỉ tiêu. Phải đó, nhưng mà anh hơi cực một chút, phải lăn qua lăn lại nữa. Phải đâu rồi. Có cực đâu, em cảm thấy rất vui. Anh Dưỡng à, anh cố lên nha. Ừ, cảm ơn. Quá địa cầu phải quay tiếp rồi đây. Bye bye. Chà, hôm nay bài xui quá, không có con nào trúng hết. Phải đó, dễ trúng quá thì chị đã trúng độc đắc rồi. Nè, đừng chọc quê tôi nha, ngày mai tôi sẽ tới gửi lại đó. Chuyện ngày mai để ngày mai tính đi, ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Ngủ ngon, bye bye. Bye bye. Anh Thủy à. Chà, vậy mà mình cũng gặp được. Không lẽ có thể trúng được đắc được hay sao? Lần trước tôi đến đây đâu có bê bối như vậy. Phải. Tôi thấy tôi với chị xứng đôi thiệt đó. Tôi cũng thấy hơi bê bối một chút. Ủa, anh đang ăn bánh ú hả? Phải đó. Sao bánh ú của anh như là hamburger vậy? Tại chị không biết ăn như vậy đỡ mất công, khỏi rửa chén, khỏi rửa đũa, đủ thứ khỏi hết á. Mùng 5 tháng 5 qua lâu rồi. Chà, bánh ú này anh để bao lâu rồi? Để trường ngăn đá. Hồi đó là có thể để tới mấy tháng lận. Ở trong còn hai cái, tôi lấy một cái cho chị ăn nha. Nè, thôi khỏi. Nhìn thấy anh ăn như vậy, xem ra tối nay tôi không nên tới. Sao vậy? Anh tự lo cho bản thân mình còn không được thì làm sao giúp cho tôi và thằng Dưỡng? Chị là nghĩ đến chuyện của ông xấu xa đó hả? Lần trước tôi đi mua thức ăn về, tôi nói có một người đàn ông đi theo tôi. Tôi gọi điện kêu anh đến cứu đó. Tôi linh tính người đó chính là ổng. Trời, nếu đó là sự thật thì ổng đã biết mẹ con tôi đang ở đây. Không được rồi, tôi phải dọn đi thôi. Không được dọn. Trời, anh làm gì mà la lớn tiếng dữ vậy? Trời ơi, tóm lại chị không có được dọn. Tôi rất lo cho chị. Ông ta rất giàu có, làm gì đến mấy chỗ này chứ? Chuyện này khó nói lắm. Tóm lại là không có được dọn. Chị còn nhớ lúc đầu khi chị và thằng Dương dọn tới đây ở nè, biết bao nhiêu người nhìn nó bằng ánh mắt kỳ thị không? Có phải chị muốn thằng Dương đến nơi khác chấp nhận ánh mắt đó của người ta một lần nữa hay không đây? Hả? Tôi cho chị biết, ở chỗ khác có tiệm chè mướn chị làm hay không? Nếu không có, mẹ con chị lấy gì mà sống hả? Chị đâu có thích xin trợ cấp đâu. Ở Hồng Kông, tình người mỏng hơn giấy, chịu dốc hết tâm sức, không than quán chăm sóc mẹ con của chị. Chị nghĩ ngoài tôi ra còn ai? Ôi, anh dòng do nãy giờ chẳng qua chỉ muốn khen bản thân mình thôi. Con người tôi rất đơn giản, chỉ biết là được rồi, đừng có rao khắp nơi đó. Cô nam quả nữ ở chung một nhà mà còn tắt đèn luôn, thoát được hay sao? Sao rồi, tháo được chưa? Chưa có tháo được. Vô dụng quá, ra sức chút đi. Đừng có hối tôi mà, tôi cũng muốn nhanh một chút nè. Ê, vậy đi, để tôi tháo giùm cho.
Ôi được 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 rồi, tháo được rồi. Thiệt quá đáng. Nghe rồi về nhà phải rửa tay lại. Suốt ngày nói con Phụng của tôi gạt tiền của bà, lần này tôi sẽ cho bà biết tay. Trời ơi, chị đừng có cười, làm gì mà cười dữ vậy? Mình Mỹ chị run rẩy làm sao tôi cuốn. Bộ không mắc cười sao? Ban ngày thì vạch rõ đường ranh với người ta, ban đêm thì lén lút vào nhà người đàn ông đó để làm chuyện bất thường. Đúng là tây sương ký bản tiếng Anh mà. Trời ơi, hèn gì bao năm nay tôi kêu ảnh đi coi mắt, ảnh không chịu, tôi đã lấy làm lạ lắm rồi. Một mình sống độc thân bao nhiêu năm, thì ra ảnh và chị Liên đã lén lút gặp nhau, đã ngã mặn rồi. Hai chị làm ơn đi, hai chị chỉ nghe người ta kể thôi. Chị đó, chị cũng vậy đoán chứ, mò thôi, chị đâu có tận mắt nhìn thấy đâu. Trời ơi, ghê, thấy mộ có cho tôi cũng không có thèm coi lắm rồi. Nè nè nè, đừng có cười nữa, đừng có cười nữa, chịu khó ngồi yên một chút để tôi cuốn cho xong đã hả? Khoan đã, mắc quá, tôi đi vệ sinh lát. Ê, thôi đi. Nè, theo anh họ bắt đầu quan hệ bất chính từ hồi nào vậy? Vừa là cẩn thận nha, ai quan hệ bất chính vậy? Anh Thụy tới cắt tóc hả? Tôi đưa thằng Dương tới cắt tóc nè. Chú Quê Quê Thêm Thuận, xin hỏi bất chính là cái gì ạ? Chắc chắn là họ có quan hệ bất chính. Nếu không, cha Thủy đâu có mướn bà Liên Mập 20 mấy năm trời. Theo tôi, tối hôm qua Liên Mập muốn trả ơn cho nên đến hiến thân của bà mình. Bà Tám, bà đó là gì vậy? Bà Tám, nè, tôi là bà Tám còn hơn là gian phu. Mắt nào của bà nhìn thấy tôi là gian phu, nhưng bà nhiều chuyện ai cũng nhìn thấy hết. Nè, tối qua chính mắt tôi nhìn thấy Liên Mập tới nhà của anh lúc nửa đêm, sau đó đèn nhà anh bị tắt hết. Sau đó tôi còn nghe tháo không được, tháo nhanh lên. Trời ơi, còn không phải là quan hệ bất chính là sao chứ? Bà ăn no quá ỷ không ra, tới rình mò nhà người ta. Sao bà biến thái quá vậy? Nè, anh Thủy đừng đóng nảy quá, chị Sa không có cố ý đâu mà. Nè, không phải đâu, tôi cố tình đó. Tôi cố tình rêu rao chuyện của họ, dám làm thì sợ gì người ta nói phải không? Đúng lúc bóng đèn nhà tôi bị cháy, tôi phải thay bóng đèn. Mà tháo hoài cũng tháo không có ra được thôi mà. Bà có rình thì rình kỹ một chút đi. Chà, anh nói đúng, lúc đèn bị cháy hả? Sớm không cháy, muộn không cháy, mà đợi Liên Mập tới nó mới cháy. Trời ơi, đèn nó linh quá, bọn anh tập luyện cho nó hả? Thôi, mỗi người bớt một bà đời đi. Bà xấu tôi cũng không sao. Nhưng chị Liên quá phụ nuôi lớn đứa con, bà không có được biêu xấu chị. Bà biêu xấu chị, tôi không có tha cho bà đâu. Nè, anh làm gì vậy? Bộ nói không lại tôi rồi dùng vũ lực uy hiếp tôi hả? Tôi chưa cưới vợ, còn chị Liên là quá phụ. Cho dù chúng tôi sống với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Chà, chính miệng anh nói đấy nha, không phải là tôi vu oan anh đâu ha. Thôi đi về, chị Thuận hả, đi về. Chúng ta đã hẹn chị Hà, chị Hoàng đánh bài, hôm nay nhất định phải chơi đúng 24 gián, tôi còn rất nhiều chuyện kể không có hết. Nè, tôi chưa có nói hết nha, tôi chuyện với nhau là chuyện bình thường, nói nữa nghĩa là cái gì chứ. Xấu thêm thôi, nhịn một chút đi mà đừng có nói nhiều nữa mà. Tôi không có sợ phải đồn đâu, tôi không có làm gì hết á. Chú Thụy ơi, quá phụ là cái gì vậy? Quá phụ nuôi con, vậy người con đó có phải là con không? Vậy quá phụ có phải là má của con? À, anh Thụy à, lần này quy to rồi, có nhân chứng, tôi nghĩ chị Liên không cần biết anh có nhận hay không, cũng sẽ đập cho anh một trận. Bất chính, gian phu, quá phụ, sao mấy chữ của họ mình không có hiểu gì hết? Dương à, con hãy nhìn nè, con nghe chú nói, con không có đến nhà chú Quy Quy, con không có nghe bà nhiều chuyện cãi nhau với chú Thụy. Vậy bà Tám là cái gì? Tóm lại má con có hỏi con á, thì con nói bà Tám đó tức là má của vợ bé nhỏ của con. Bà nói xấu má của con, chú Thụy tức quá đứng ra bên vực cho má của con, tranh cãi đến cùng lấy đức phục nhân đuổi bà Tám đó đi. Con có nhớ không? Dạ con nhớ rồi, nhưng mà con không có nói vậy đâu. Nè, con nhất định phải nói như vậy, nếu không á mệt cho chú lắm. Má con dạy á, đứa bé ngoan là không có được nói dối á. Con nói dối là nhẹ như lông hồng, nặng như Thái Sơn. Nếu con nói đúng sự thật á, thế nào má con cũng dọn đi. Đến chừng đó tâm huyết 27 năm của chú sẽ uổng phí hết. Tâm huyết 27 năm là cái gì? Mới đây thôi, chú đã đợi má con 27 năm rồi. Hả? Sao chú đợi má con lâu dữ vậy? Chú đợi má con giống như con đợi vợ bé nhỏ của con bên Mỹ trở về vậy. Con hiểu rồi. Chú
Chú Thụy à, chú đừng có ngây thơ quá. Sao vậy? Má đã có phi hành gia là ba rồi. Cho dù chú có đợi 100 năm á, má cũng không làm vợ bé nhỏ của chú đâu. Ai vậy? Sập cửa luôn rồi. À, đừng giận mà. Tôi chỉ muốn giải thích chuyện hôm qua, nên lẹ miệng nói bậy vài câu. Xin lỗi đi. Ôi cha trời. Xin lỗi nha. Chúng ta đàng hoàng tử tế. Mấy mụ nhiều chuyện đó, đồn cũng đâu có được lâu đâu. Khu này á, tuy nhiều chuyện thị phi nhưng mà đồn không có lâu lắm. Tôi bị tổn thương một chút, cô không có sao. Tôi chỉ lo cho chị giận quá sức khỏe của chị. Tôi không phiền chị làm gì. Tôi ra ngoài nha. Tôi ra ngoài. Má ơi, sao mọi người mở to mắt nhìn chúng ta vậy? À, chắc là má đẹp ra nên người nào cũng nhìn thôi. À. Dương à, lấy giùm má bịch bánh đi con. Dạ. Còn 5 đồng nữa mới đủ 100 đồng. Má ơi, con muốn ăn kẹo. Ê, nè, đừng có ăn loại này. Loại này ăn nhiều bị sâu răng. Nè, ăn loại này đi con. Ăn loại này không có bị sâu răng hả? Loại này rẻ hơn. Dù có bị sâu răng, má cũng có tiền dắt con đến nhà sĩ mà, con hiểu không? Dạ. Tổng cộng 100 đồng. Cảm ơn. Ha, gần đây rút thăm là trúng. Lần trước con ăn kẹo mà cũng có viên hột xoàn. Dạo này phải nói là rất hên. Biết đâu sẽ trúng căn nhà luôn. Dưỡng à, con điền xong chưa? Ha, Dưỡng à, con ngoan quá, biết điền tên của má nữa. Ủa, sao lại điền tên của con nhỏ đó? Trả lại đây. Ui, con nhỏ nó gạt con, má nó còn bêu xấu má nữa. Hai mẹ con nó thiệt là xấu xa mà con còn cho nó căn nhà nữa. Của vợ bé nhỏ tức là của con tức là của vợ bé nhỏ mà. Má ơi, má bỏ tờ của má vô đi, con xách đồ về giùm má ha. Đây là một tài liệu của công ty game điện tử. Công ty chúng ta muốn mua bản quyền của họ. Cô về làm bản kế hoạch phân tích và quảng cáo. Chị biết. Nhớ kỹ, đây là tài liệu mật của công ty. Đừng bao giờ để người ngoài biết. Nếu không, giá thu mua sẽ bị nâng cao. Không chừng công ty sẽ bị tốn thêm mấy chục triệu. Có hiểu không? Tôi hiểu. Chuyện này tôi nhất định sẽ không nói với ai. Nè, kể cả cô Kỳ cũng không được nói. Tôi biết rồi. Vợ bé nhỏ ơi. Chuyện gì vậy anh Dương? À, anh em mở cửa ra đi. Anh muốn nhờ em thêm chút gì lên đồng phục của anh á. Hôm khác đi, hôm nay em bận lắm. Vậy anh phụ em làm việc của em ha. Ê, thôi khỏi đi, không được đâu. Hả? Thật ra đồng phục không thể tùy tiện sửa đổi. Có nếu anh sửa cho đẹp á thì người ta sẽ khen anh. Ở khách sạn em nói với anh, chỉ cần có lòng kiên nhẫn, ước mơ thế nào cũng thành hiện thực mà. Bộ không đúng hay sao? Vậy anh muốn sửa cái gì đây? Hả? Anh đã thiết kế sẵn rồi. Nè, em coi đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao logo địa cầu 3G của chúng ta đến hôm nay vẫn chưa đăng ký, còn bị người ta chặn trước? Bây giờ người ta kêu giá 10 triệu mới chịu bán cho chúng ta. Có kêu ba làm sao ăn nói với các cổ đông đây? Ba, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp với công ty này. Làm gì khác nào là tốn tiền. Chung thì chúng ta không thể để cho người ta uy hiếp. Vậy thì điều duy nhất bây giờ có thể làm là đổi logo của địa cầu. Logo địa cầu, tôi đã bỏ mấy chục triệu ra để quảng cáo. Bây giờ mà đổi, mức thiệt hại càng lớn. Tử Thông à, bà nói với con nhiều lần, làm việc không thể cấp tiến quá.
kế hoạch ba di giao đến tay con mà con chỉ lo làm quảng cáo để lấy tiếng thôi. Còn trình tự cơ bản nhất, bình thường nhất con lại quên mất. Nè, lần này coi như là một bài học, nhưng mà mong con kiểm điểm lại cái bản thân mình đi. Trước giờ ba con rất thương con, lần này là con lớn tiếng như vậy, chắc là giận thật đó. Thực ra sáng kiến này là cho con nghĩ ra, bắt con bỏ 10 triệu ra mua lại, con còn mặt mũi gì nhìn bán quản trị. Nguyễn Quân. Dì Liên, anh Dượng. Chị Quân. Cực cho dì quá dì Liên, tụi con đã về đến đây tiếp thị, hai tuần nay phải phiền dì đưa anh Dượng đi làm. Má ơi, thật ra ngày mai má khỏi đưa con đi làm, mấy trạm xe buýt đó con nhớ hết rồi, con biết chỗ này đàng hoàng mà. Không được, ít khi con rời khỏi Tường Dượng Độn, bây giờ đến chỗ xa như vậy má không yên tâm đâu. Dì Liên à, thật ra từ nhà dì đến đây chỉ đi có một chuyến xe buýt, không có đổi xe, rất tiện lợi, hay là về đi. À, sau này dì chỉ đưa anh Dượng lên xe, mỗi ngày con ra trạm xe buýt đón ảnh đúng giờ, vậy là được rồi. Trời ơi, con bụng mang dạ chữa, bắt con đi lại không tốt lắm đâu. Nhưng mỗi ngày con cũng xuống xe ở trạm xe buýt mà, đâu có gì cực đâu. Được, con đưa nó ra trạm xe buýt, dì cũng yên tâm hơn. Nè, con phải nghe lời Nguyễn Quân, không hư đó nha. Con biết rồi má, má yên tâm đi, con đưa má đi đón xe buýt về nghe. Thôi khỏi, má phải ra tiệm chè đây. Nè, con nhớ khi tan sở đưa nó ra trạm xe buýt giùm dì nha. Ừ, không thành vấn đề. Bye bye hai con nha Dượng. Tạm biệt má. Tạm biệt dì Liên. Được rồi, thay đồ làm việc. Dạ, em phải thay đồ làm việc đây. Anh Dượng, có phải yêu cầu này lợi hại hơn nhiều hay không hả? Anh Dượng à, đây là logo của công ty, anh không thể tùy tiện gắn đồ lên. Anh hãy tháo tàu con thoi này ra đi. Không tháo được đâu, tàu con thoi này là do em và vợ bé nhỏ cùng làm, không tháo ra được đâu. Mọi người mau tháo ra giùm ảnh đi. Không tháo được. Anh Dượng à, tháo ra đi. Anh Dượng, 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 tháo ra đi bà. Tăng 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 tăng. Hôm qua anh Dượng mới thêm tàu con thoi, thì hôm nay công ty lại báo là đổi logo mới, còn in một xấp giấy dán logo cho chúng ta dán chồng lên logo cũ. Vậy tức là chuyện đổi logo là một quyết định gấp rút. Biết đâu chừng là anh Dượng đã khiến cho công ty phải đổi logo mới. Tăng 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 tăng. Vợ bé nhỏ, em xuống chưa vậy? Anh đợi em lâu lắm rồi. Em không có thể ra được, sếp em đang hối vào kế hoạch. Em nghĩ bữa cơm này phải ăn bánh ngọt thôi. Hả? Anh đã mua hai hộp chè, tính cùng em ăn mừng tàu con thoi của chúng ta phóng lên thành công rồi nè. Phải hả? Công ty đã đổi logo mới, rất giống mẫu thiết kế của anh. Vợ bé nhỏ đã nói mà, chỉ cần có lòng kiên nhẫn, ước mơ sẽ thành hiện thực liền. Đúng vậy, em cũng phải tiếp tục cố gắng.
bé nha. Thôi được rồi, tạm biệt vợ bé nhỏ. Bye bye. À, đừng đừng, đừng có phá anh mà. Không có được đẩy anh à, tay nè, đừng có đẩy anh mà. Ê, té à, té rồi, đừng có. Đừng đừng mà, đừng có lấy giày của anh. Ơi da, trả giày cho này, anh em đi, nhỏ, đừng có lấy. Chị bên đó phát cái điện thoại địa cầu kia, mau qua lấy đi. Hay lắm, hay lắm. Qua đây, qua đây. Đứng lên đi, cẩn thận. Nè, qua đây ngồi đi. Rớt tàu con thôi rồi. Để tôi cầm giùm anh. Sao hả? Có sao không? Em không sao. Cũng may cái áo của không có sao. Cái áo đó của công ty, nếu rách rồi họ sẽ cho cái khác. Tàu con thoi này là em với vợ bé nhỏ cùng làm, không thể làm bể được đâu. À, thì ra anh là Đinh Thường Dượng. Đúng rồi, em là Đinh Thường Dượng nè. Nghĩ lại anh và gia đình tôi rất là có duyên. Trước đây anh từng cứu ba tôi và cậu tôi. Lần này tình cờ lại giúp tôi nghĩ ra logo mới. Ba anh với cậu anh là ai vậy? Logo là cái gì hả? Thật ra hôm nay tôi tới đây là để cảm ơn anh và thay mặt tổng công ty tặng tiền thưởng cho anh. À, má em dạy là không được tùy tiện lấy đồ của người ta. Nhưng mà vậy, công ty có rất nhiều địa cầu, nhưng chỉ có địa cầu của anh là đẹp nhất. Hơn nữa anh làm việc rất chăm chỉ, rất thật lòng. Lần này lại lập công lớn cho công ty. Công ty trao tiền thưởng này cho anh, nếu má anh biết được sẽ không la anh đâu. Hồi nãy anh nói với tôi chị nhà có phụ anh làm tàu con thoi này, có phải vậy không? Chị nhà? Anh nói vợ bé nhỏ của em hả? Phải đó, vợ bé nhỏ của anh đó. Nếu anh không lấy tiền thưởng này thì anh tặng cho vợ bé nhỏ của anh đi. Cũng được ha. Tàu con thoi này là vợ bé nhỏ làm, em sẽ đưa khổ. Để vô túi con rùa giùm đi. Được rồi. Nè, anh giữ kỹ nha. Xong rồi. Cảm ơn. Thực ra bên tổng công ty cũng cần một quả địa cầu để quảng cáo. Anh có muốn làm không? Dạ có chứ, em muốn đến tổng công ty. Mỗi ngày cùng vợ bé nhỏ đi làm. Em muốn đến tổng công ty. Được. Anh ngồi xuống đi. Xem ra anh và vợ bé nhỏ có tình cảm rất tốt. Hai người quen nhau lâu rồi à? Hồi 4 tuổi tụi em đã ở bên nhau rồi. Lúc đó vợ bé nhỏ cùng em chơi nấu cơm nè, dạy em chơi xích đu nè, dạy em đi xe đạp nữa nè, còn dạy em chạy trốn nữa đó. Chạy trốn? Vợ bé nhỏ muốn qua Mỹ học nhưng mà không có tiền nên phải đi buôn bán. Cổ phụ trách thu tiền, em phụ trách chạy trốn. Sau cùng cổ cũng không có tiền, em đã đem tiền cưới vợ của em cho cổ luôn. Sở dĩ cổ lấy người chồng khờ thì ra là thanh mai trúc mã và muốn trả ơn. Nhưng cổ cũng được lắm, tốt nghiệp ở Kingston trở về cũng không bỏ người chồng khờ. Anh ơi, anh làm gì vậy? À không, không có gì, đã suy nghĩ chút chuyện. À, anh vừa mới cho em tiền thưởng, vừa giúp em đến tổng công ty làm việc. Có phải anh rất là tài giỏi hay không? À, không phải là rất tài giỏi, nhưng mà cũng có quyền làm chủ. Có quyền làm chủ là giỏi lắm rồi. Vợ bé nhỏ của em nhiều việc làm lắm. Anh đừng có bắt cô làm nhiều quá có được không? Tối nào cô cũng làm tới khuya mới được đi ngủ. Hôm nay em muốn ăn trưa với cổ, cổ cũng không có rảnh nữa, phải ở công ty ăn bánh ngọt. Vợ bé nhỏ của anh quả là rất siêng, lúc nào tôi cũng thấy cổ tăng ca. Đúng ra em mua hộp chè cho vợ bé nhỏ ăn, bây giờ không có ăn được, để dành tối ăn thì không có ngon. Anh ơi, em mời anh ăn nghe. Má em nói là không có được vi phạm thức ăn. Được rồi, cảm ơn anh. Chà, có rất nhiều người tới rồi. Địa cầu lại phải vượt ra khỏi vũ trụ nữa. Alo. Phụng à, con về được chưa? 10 phút sau ba ở dưới lầu nghe. Ba không cần tới đón con ba, con còn nhiều việc chưa về được. Trời ơi, con có thể đem việc về nhà làm mà, ít ra có thể uống chén canh ngon. Dạ thôi, về nhà anh Dượng lại qua tìm, không có làm được gì hết. Vậy con cẩn thận nghe. Con sẽ cẩn thận mà, ba yên tâm đi. Bye bye.
Cô nhảy rất hay. Sao tối nào tôi cũng thấy cô tăng ca. Cô siêng năng quá ha. A Chương, anh thật lòng khen tôi hay là mỉa mai tôi vậy? Cô cảm thấy tôi mỉa mai cô sao? Tại trước đây anh nói thẳng với tôi để anh kia ăn cắp sáng kiến là do tôi ngu. Sau đó anh lại tuyển tôi. Ai ngờ anh tuyển tôi vào làm chức chủ nhiệm nhỏ. Anh có biết tôi ngu rồi. Tôi thấy anh hay cười hi hi. Tôi không biết lúc nào anh nói thật, lúc nào anh nói đùa nữa. Đói bụng thì hâm nóng lại ăn đi. Thực ra làm việc siêng năng không phải là không tốt, nhưng cũng phải nghĩ tới người nhà của mình. Họ rất cần cô chăm sóc. Đâu còn cách nào khác, công việc chưa làm xong mà. Công việc có bao giờ làm xong chứ. Nhưng cô yên tâm đi, nếu Richard vì lý do đó mà khiếu nại cô thì ảnh không đúng. Vì một cấp trên tốt tuyệt đối không bỏ lại nhân viên mình mà đi về, có đúng không? Có phải anh muốn nói cho tôi biết tối rồi anh còn ở lại đây, anh chính là một cấp trên tốt hả? Vậy cô cũng phải là cô. Sao hả? Đi về được chưa? Tôi đưa cô về. Dạ thôi, tôi còn làm một chút nữa. Thôi được, ngày mai gặp. Ai, chắc là việc tiếp thị tốt cho nên về trễ một chút, không có gì đâu. Nhưng mà trễ cả tiếng rồi. Dượng à, Dượng. Không được, phải điện thoại cho Nguyễn Quân hỏi coi sao. Dạ được, dạ được. Quan Nhị ca, Quan Nhị ca, hy vọng ông phù hộ em Út trúng giải nhất ở đợt rút thưởng ở trong siêu thị đó. Em Út sẽ mổ con heo cúng Quan Nhị ca liền đó nha. Chú Tân à, bộ người Pakistan cũng cúng Quan Nhị ca sao? Thật ra không có cúng đâu. Vậy có điều tôi thấy màu da của ổng cũng tự tựa chúng tôi. Hơn nữa ổng được cho là người có trượng nghĩa mà sao phân biệt chúng tộc phải không? Để cúng bốn góc. Chị Liên, chị Liên, chị có tham gia rút thưởng ở siêu thị phải không? Chị cũng cúng Quan Nhị ca, đừng để thua chú Tân à. Cúng cái gì, quan trọng là tìm thằng Dượng về đi nè. Má ơi, con về rồi nè. Ai, má về kia, trời ơi, về Hương Dượng. Con đi đâu mà về trễ quá vậy con? Má, con xin lỗi, con đã nhờ chị Quân đi mua cái này về cho má đó. Má coi nè. Sô-cô-la cũng lấy cái hộp đựng, hẹn gì Hồng Kông nhiều rác quá trời. Không phải sô-cô-la đâu, là đồng vàng á, kêu beng beng nè. Dượng à, tiền đâu mà con mua đồng vàng vậy con? Anh kia nói con đã giúp công ty kiếm được tiền cho nên có tiền thưởng, nên con mới có tiền. Hồi trước á, má để dành vàng cho con. Bây giờ con đã khôn lớn rồi, không có xe tay xin tiền má nữa, cho nên con không phải giúp má để dành vàng nè, má thấy chưa? Dượng à, con ngoan quá. Đồng vàng này còn quan trọng hơn là trúng căn nhà ở siêu thị nữa đó. Má có đồng vàng lại trúng giải nhất, chắc ba ở vũ trụ phù hộ cho má đó. Nếu ngày mai má mà trúng căn nhà thì má có thể cùng con ở nhà lớn nuôi chó bẹt rê rồi đó. Hay quá. Má cất đồng tiền vàng vô đi. Tối nay trăng rất là đẹp. Con thả bong bóng giùm. Con không có thả giùm ảnh. Con thả cho bản thân của con. Con chỉ có một người bạn là anh Dượng. Nếu như anh cũng dọn đi luôn, thì chỉ còn lại một mình con. Cho nên con hy vọng người cha phi hành gia của ảnh đừng phù hộ dì Liên trúng giải nhất. Nhi chi kan,
月亮代表我的心。刘通，con về rồi hả? Vừa kịp về uống canh ngon của chị Phương. Có lộc ăn phải không? Nhìn con kìa, vẻ mặt nghịch ngợm của con đã hiện ra rồi. Hôm trước mắt kêu con lại không chịu về. Dĩ nhiên rồi, chuyện logo chốc lát nó đã giải quyết xong rồi. Khỏi tốn tiền mua lại logo cũ, cũng khỏi tốn tiền quảng cáo cho logo mới. Ha, lần này con thắng dễ dàng lắm đó. Tất nhiên thôi, con của chị mà. Làm ơn đi, lúc nào cũng khen nó. Thì con nó giỏi phải khen chứ. Nè Tử Thông, logo mới của con làm rất khá, coi như là lấy công để chuộc tội. Cảm ơn ba. Nhưng mà công lao lần này không phải riêng của con. Có một người đã cho con linh cảm lớn nghĩ ra logo mới. Người đó là ai vậy? Là Đinh Thường Dượng mà lần trước đã cứu ba. Đó là thằng khùng mà, cũng cho con linh cảm được sao? Thì ảnh được cái khùng, tư duy không bình thường nên mới kích thích được con. Ha, vậy đúng là chuyện lạ trên đời. Lâu nay hai cha con đều ghét mướn kẻ ngu để làm việc, chê họ nói hoài cũng không chịu hiểu. Ha, bây giờ lại để cho thằng khùng đó gợi ý cho mình. Thì con muốn ảnh không hiểu con. Bây giờ ai cũng muốn lấy lòng con, muốn hiểu con cần gì, làm sao gợi ý được cho con. Con tìm linh cảm từ những người này cũng không phải là xấu, nhưng mà đừng có tiếp cận họ quá. Không phải là mắc kỳ thị họ, nhưng để cho đội chó săn nhìn thấy thì sẽ có nhiều chuyện để nói đó, có phải không? Trời ơi, con nó lớn rồi, nó biết cân nhắc mà, bà đừng có lo. Ông không có ý kiến thật hả? Bà nghĩ tôi và bà có thể ngăn cản được quyết định của nó không? Má à, con là Trung Tử Thông mà. Hai gia đình vốn không có liên quan tới nhau, không lẽ là ý trời? Hy vọng hai anh em con có thể làm bạn với nhau. Sầu trong đế thong quá cùng mấy buồn ngõ công cô thong lâu an sao châu quá hoài tông này căn ngõ.